phần ở trong này nó bị hết cám anh em ạ. Cái lồng này là hết cám, để tí mình lấy cám cho nó. Chào mọi người nhá. Này con mái nó ra rồi anh em. Con này nuôi được 2 năm rồi. Con này con bối nha anh em, không phải con chim mép đâu nhá. 2 năm rồi. 2 năm rồi mà nó cũng gần người, nó cũng sợ lắm nhưng mà nó không có đi đâu anh em ạ. Nó chơi lòng vòng nhà vậy thôi. Xảy ra từ hôm qua rồi nhé. Mái. Phá lắm, đi mổ đúng tung hết anh em ạ. Đây, mình quay cho anh em xem là nó ra từ cái lồng. Cái này lồng này nó bị mục rồi, hư rồi. Nó thấy cái nan dưới này. Đấy. Đó, con này có mét này. Con chim non mùa này. Con này to con mà nó bị hôm qua có mấy anh em hỏi chia lại. Cái thứ nhất là nó bị ngoáy ngửa anh em ạ. Cái thứ hai nữa là nó bị bức móng này, nó do nó tung quá. Bắt về nó tung quá anh em ạ. Cái này được 6-7 tháng đang thay lồng. Nó nhảy xuống dưới cái đáy lồng này, bị vướng vô với cái lồng bị mục á. Nó có cái lỗ nhỏ nhỏ. Vướng như nó. Xong bắt đầu nó tung gáy. Gáy hai móng luôn chứ không phải một móng đâu. Thông ra là mình không chia lại được, không anh em thông cảm nhá. Để qua tuần có thì mình báo cho anh em có nhu cầu thì chia anh em nuôi. Nhưng mà nếu mà qua tuần mà có thì cũng phải 2 tuần nữa mới nó cám cứng mới chia anh em được nha. Đâu hết rồi. Mẹ ăn chưa chết. Ừ. Qua. Hôm qua là hả? Ừ. Tối qua. Mẹ biết rồi. Tối hôm qua. Sáng nay tối. Tối hôm qua. Chui rồi kìa, tìm ra anh em theo. Phần ở trong này nó bị hết cám anh em ạ. Cái lồng này là hết cám, để tí mình lấy cám cho nó. Đây nó bắt đầu từ bay vô. Rồi, cứ để nó đi chơi đi. Đó, mòi móc lục tục phá lắm. Mình đi lấy cho nó. Lấy cho nó cám cà rồi. Quăng cho nó ăn. Quăng cho nó ăn đi anh em. Còn cái ăn giống như gà vậy.
khí nó qua này. Đấy, nó qua đó là tí nó mồ ăn đó, cám mình mới quăng rồi đó, theo ăn gà quăng cám cho gà ăn, nó dành gà. Ăn gì gà mà con gì ăn phá cám.